Xin chào, đây là The Bike Room Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ phân tích về thực thể số 68 Party Pooper và diễn biến kết quả của cuộc chiến The Fun War. Thực thể số 68 Party Pooper. Party Pooper là thực thể số 68 trong The Bike Room, thường xuất hiện ở level 52 và là thực thể duy nhất đã tiệt chủng trong The Bike Room. Vì sao? Vì thực thể đó là thực thể duy nhất trong toàn bộ các thực thể được gắn mác Extinct Entities, tức là thực thể đã tiệt chủng. Sự tuyệt chủng của chúng bắt nguồn từ trận chiến The Fun War ở level 52, và mình sẽ nói đến The Fun War ở phần sau video. Giờ chúng ta sẽ đi chi tiết vào thực thể số 68, Party Pooper nào. Party Pooper xuất hiện dưới dạng một người đàn ông mặc áo khoác đen và quần jean, đội mũ trùm đầu và đi giày thể thao màu đen. Khuôn mặt của họ được bao phủ bởi một chiếc mặt nạ màu xanh với một khuôn mặt buồn trên đó. Không rõ diện mạo thực sự của một Party Pooper là gì, vì họ luôn luôn từ chối cởi chiếc áo khoác của mình, hoặc chiếc mũ trùm đầu, hoặc là chiếc mặt nạ của chúng. Những thực thể này là một trong những thực thể thân thiện trong The Bike Room và sẵn sàng để cứu và giúp đỡ con người, đưa họ trở về căn cứ của Party Pooper hay The Boredom Room. Những Party Pooper sớm đã trở thành những người bạn đáng tin cậy đối với con người trong The Bike Room bởi vì họ rất thân thiện. Party Pooper khá phân cực với Party Goer khi cả hai lại khác một trời một vực. Nếu Party Goer mang một màu sắc tươi sáng, sôi nổi nhưng thù địch, gian xảo và khát máu, thì Party Pooper mang một màu sắc tối hơn, mang một nét gì đó đượm buồn nhưng lại rất thân thiện và đáng tin cậy. Hiện tại thì mình vẫn chưa rõ mối quan hệ giữa hai thực thể Party Pooper và Party Goer là thế nào, thế nhưng có vẻ cả hai là đối địch của nhau. Dù vậy, nếu bạn cố tấn công một Party Pooper thì chúng sẽ đem bạn đi hiến tế cho Party Goer, vậy nên đừng làm vậy. Hãy cố gắng trở nên thân thiện với Party Pooper. Đến đây, các bạn sẽ nghĩ rằng với một thực thể thân thiện như thế, tại sao chúng lại bị tiệt chủng? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu lý do tại sao Party Pooper lại bị tiệt chủng nào. Lý do Party Pooper bị tiệt chủng là do kết quả của The Fun War. The Fun War là cuộc chiến giữa hai phe Party Goer và Party Pooper tại level 52. Đại khái qua nguyên nhân thì Party Pooper đề nghị Party Goer dừng việc tiệt chủng lại, hoặc chúng ta có thể hiểu là dừng việc lây nhiễm và những bữa tiệc vô nghĩa lại. Và tất nhiên Party Goer đã từ chối điều đó và khiến cho các Party Pooper bị kích động và tiến hành chiến tranh vào ngày 6 tháng 9 năm 2020. Chiến tranh chính thức kết thúc vào ngày 7 tháng 9 năm 2020. Kết quả là Party Goer thắng trong khi không mất bất kỳ một thành viên nào. Party Pooper thất bại và dần bị tiệt chủng. Và các bạn sẽ nghĩ có lẽ Party Goer quá mạnh thế nên mới thắng. Thế nhưng sự thật thì tất cả những người đang xem video này sẽ chắc chắn là khó có thể nào chấp nhận được cái sự thật này. Thực tế trong trận chiến này, Party Goer đã hoàn toàn không nhúng tay một chút nào vào trận chiến để đánh Party Pooper, mà là con người. Đời đã, hình như có gì đó sẽ sai. Các bạn sẽ đang tự hỏi rằng, tại sao Party Pooper là người bạn của con người cơ mà? Vậy tại sao lại theo phe của Party Goer, dù họ biết rằng Party Goer là những kẻ rất xấu xa? Thì câu chuyện là thế này. Trước khi trận chiến xảy ra, Party Goer đã tuyên bố với những con người mà chúng tìm được rằng nếu những con người giúp chúng trong trận chiến The Fun War thì có thể sẽ thoát ra khỏi được The Back Room. Tưởng như đây là một lời nói dối khá lộ liễu và trắng trợn, nhưng Party Goer đã lôi kéo được rất nhiều con người về phe chúng, và nhất là những con người có mong muốn là thoát khỏi The Back Room. Khi trận chiến xảy ra, những Party Pooper hoàn toàn bất lực bởi lực lượng của con người quá áp đảo, và nhất là khi lực lượng của họ là có hạn. Còn một điều bất lực nữa là những con người mà những Party Pooper luôn muốn bảo vệ, luôn muốn giúp đỡ, giờ lại trở mặt chỉ vì một hy vọng nhỏ nhoi trong một lời nói dối của một thế lực tà ác. Bộ họ không hiểu à? Tại sao họ lại mù quáng như vậy? Nếu con người hợp tác với Party Pooper thì chắc chắn sẽ có một kết thúc đẹp. Nhưng giờ họ lại chết dưới tay của những con người mà họ coi là bạn, những người họ sẵn sàng cứu giúp khi gặp khó khăn. Có lẽ cái thiện, cái ác, hai khái niệm này đã quá lẫn lộn và không rõ ràng trong thế giới thực rồi, thì chắc chắn nó sẽ càng khó hiểu hơn khi ở trong The Bike Room. Sau cùng, các Party Pooper
đã phải cam chịu sự bại trận và tuyệt chủng. Và trong tất cả những con người tham gia trận chiến thì chỉ có duy nhất một người tử vong. Và đến đây, các bạn sẽ nghĩ rằng những người sống sót tham gia The Fun World sẽ được thoát khỏi The Back Room đúng không? Không, họ đều bị mắc kẹt trong The Back Room mãi mãi, không như Party Goer đã hứa. Còn những thực thể thân thiện trong level 52 gồm The Student, The Teacher, The Principal bắt đầu có những dấu hiệu của bệnh PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, rối loạn căng thẳng sau sang chấn, và dần trở lên bạo lực sau khi chứng kiến trận chiến. Và đó là kết thúc của trận chiến The Fun War, một chiến thắng không thể nào chấp nhận được với phe của Party Goer, một cái kết không thể nào đau thương hơn cho Party Pooper. Và cuối cùng là những con người mù quáng tham gia trận chiến sẽ mãi mãi không bao giờ có thể thoát được khỏi The Back Room chỉ vì niềm tin mù quáng của chính bản thân mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Tạm biệt và chúc một ngày tốt lành.